Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Thiện Nhân. Hôm nay lại tiếp tục trong cái video series về những cái chiếc xe đông ben được dán đề can đẹp nhất của Ô tô Thiện Nhân. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm có thể nói là nó cũng chưa phải là đẹp nhất đâu, nhưng nó có thể là một trong những cái chiếc xe mà đẹp lăn bánh trên thị trường. Bên mình thì đã từng làm rất nhiều các cái xe mà dán đề can đẹp như thế này rồi. Nếu mà các bạn nhìn thấy một cái chiếc xe nào chạy trên thị trường mà nó có cái thiết kế đề can như thế này thì nghĩa là mặc định đó là những chiếc xe mà bên mình làm. Vì hiện tại ở trên địa bàn Hà Nội thì chẳng có một cái đơn vị nào mà họ có một cái bộ phận thiết kế chuyên nghiệp và chuyên biệt và nhiều ý tưởng đến như vậy để có thể thiết kế được ra những cái xe mà nó độc đáo, nó có ngoại hình rất là đẹp như thế này. Đó. Thì những cái chiếc xe như này là mình làm. Ok. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số các cái điểm đặc biệt của cái xe này, của cái sản phẩm này so với những chiếc xe khác. Trước tiên này, chúng ta vẫn có một cái chiếc xe Đông Ben X30. Dung tích máy là 1.5 lít, tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,5 lít cho 100 km, giống hệt với những chiếc xe Đông Ben khác thôi. Chúng ta có cái ngoại hình nó cũng rất là quen thuộc rồi, và hai cái khe hốc gió giống như những chiếc xe BMW. Chúng ta có đèn cụm đèn pha bằng bi xê lông sáng tiết kiệm nhiên liệu, đèn gầm, đèn phá sương mù vẫn rất quen thuộc. Mọi thứ cũng không còn mới nữa, mình đã giới thiệu rất nhiều rồi. Thì cái xe này nó là sản xuất đời 2019, thì cho đến tính đến thời điểm hiện tại là tháng 3 năm 2020 thì nó trên thị trường vẫn chỉ có những cái chiếc xe sản xuất đời 2019 thôi, vẫn chưa có các cái sản phẩm sản xuất năm 2020. Chúng ta vẫn có một cái bộ máy với cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4 rất quen thuộc. Chúng ta có một cái động cơ 1.5 lít sản sinh ra cái công suất cực đại là 80 kW ở 5.200 vòng quay trên 1 phút, có mô men xoắn tương đối để các bạn có thể leo núi, leo đồi mà không gặp bất kỳ một cái trở ngại gì. Chúng ta có một chiếc xe tải van 2 chỗ, trọng tải là 950 kg, đi được trong thành phố 24/24, các bạn không gặp bất kỳ một khó khăn gì khi mà di chuyển ở trong tất cả các cung đường ở thị trường Hà Nội này, không gặp vấn đề gì cả. Đó. Chúng ta có một cái sàn của Đông Ben đời 2019 đã được làm hợp kim lên chắc chắn và bền bỉ như thế này. Ở dưới này nó sẽ có hai lớp các bạn nhé, một lớp chassis gốc, một lớp nhung bằng nhung này, bằng cao su này, và trên cùng nó là một lớp hợp kim nhám như thế này, chống trơn trượt, các bạn có thể di chuyển thoải mái. Đó, ở kia chúng ta sẽ có một cái tấm chắn điều hòa, nhưng mà cái đó thì bên mình sẽ để tùy chọn cho khách hàng. Những khách hàng nào mà có nhu cầu thì mình sẽ lắp. Thì cái xe này thì hiện tại mình đã bắt biển tất mọi thứ xong hết rồi, chỉ đợi giao đến tay khách hàng thôi. Đó, các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Mình sẽ nói qua một chút về cái cabin của cái xe này. Cũng rất quen thuộc. Cái xe này thì sẽ có vài cái option. Thứ nhất là cái option là bộ trải sàn bọc vô năng. Thứ hai là cái bộ camera lùi, camera hành trình. Đây. Đó, mình đã tích hợp sẵn cho khách hàng rồi. Thì cái sản phẩm này vẫn sử dụng ghế lỉ. Tất cả mọi thứ rất quen thuộc và đầy đủ cho những cái nhu cầu cơ bản của bác tài. Thứ nhất là điều hòa hai chiều, kính điện, khóa điện, trợ lực lái điện, và một cái khoang cabin rất là rộng nhất trong tất cả các cái chiếc xe tải van hiện tại đang có trên thị trường. Đây, để mình đóng cái cửa này lại. Đấy, thì cái đơn vị này nếu mà các bạn để ý đến họ thì họ sản xuất các cái thiết bị điện tử, các cái bóng đèn. Đó, nếu mà các bạn nhìn thấy xe này trên đường thì nó là của bên mình bán nha. Rồi, nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, nếu các bạn muốn làm một chiếc xe mà mang cái hình thức là nhận diện thương hiệu như thế này, các bạn hãy liên hệ cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.